Những câu chuyện ly kỳ tại bệnh viện từ lời kể của bác sĩ Lê Công Thành. Câu chuyện số 26, lầu 3 bỏ hoang. Nay nhân dịp cuối năm, tôi cũng rảnh rỗi nên quyết định tìm tòi khu vực lầu 3, nơi mà được mọi người đồn là có ma rất nhiều. Trưa chiều hôm nay, tôi mò ra thang máy thì trong thang máy có vài nút lầu 1, 2 và 3, nhưng lầu 3 bị che mất và phải biết cách bấm mới lên được. Sau một hồi bấm thì tôi cũng mò lên được lầu 3. Trước mặt tôi là một khung cảnh hoang tàn đến đáng sợ. Mặc dù đang là ban ngày, nhưng một không khí âm u, lạnh lẽo vẫn u ám quanh đây. Tôi đi tới từng phòng. Hầu hết các phòng đều đầy bụi bặm, cửa kính vỡ nát. Đi đến giữa hành lang, có một cây cầu thang xoắn lên một khu phòng riêng biệt. Nhưng khi tôi định bước lên thì một luồng khí lạnh thổi qua gáy, khiến tôi chùn bước. Tôi quay lại và đi đến khu vực phòng hành chính. Tại đây có một bát lư hương với vài mớ tàn nhang được cắm vào, càng làm cho không khí rùng rợn hơn. Bỗng nhiên phía trong của căn phòng cuối cùng có tiếng bước chân đi. Sau đó lại có tiếng cửa sổ đập vào tường, tiếng cửa kính vỡ tan tành. Tôi cảm thấy không ổn nên vội vàng đi lại khu thang máy, vì lầu 3 này chỉ có duy nhất một lối đi là thang máy. Khu cầu thang bộ đã bị chặn và khóa chặt. Trong lúc chờ thang máy mà tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Vừa kịp lúc thang máy lên, vừa mở cửa ra, thấy bên trong có một băng ca, tôi ú tim. Nhưng sau đó bình tĩnh đi vô, thì có một chị hộ lý đứng trong đó, mặt chị xanh lè. Cửa thang máy đóng lại, chị hỏi tôi: "Bác đi đâu vậy?" "À, em đi tham quan thử chị ơi, mà sao mặt chị xanh lè vậy?" "Trời ơi, bác là em hết hồn, tự nhiên vô thang máy bấm xuống tầng trệt, mà nó lại tự chạy lên lầu 3. Em sợ muốn đứng tim, hên là bác bước vô. Lúc trước em trực đêm cũng bị một vài lần, tự nhiên nó chạy hẳn lên tầng 3 mà không có ai bấm nút. Xong thang nó mở cửa ra một hồi lâu mới đóng lại và chạy xuống." "Trời, ghê vậy chị." "Thôi, mốt bác đừng có lên đây nữa. Trên này nghe nói có nhiều lắm, có kiêng có lành mà." Thế là tôi đi về khoa của tôi và có chụp được lại vài tấm hình để mọi người xem. Câu chuyện số 27, người chết dã từ. Đó là một ngày bình thường như bao ngày. Sáng tôi khám bệnh tại khoa, chiều tôi về khoa cho thuốc, xong rồi tối tôi trực tại khoa hồi sức tích cực. Đêm đó tôi ngồi trực, mọi việc đều êm ả. Tôi cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên đi xung quanh để xem, xong tôi cũng không kiếm ra được cái thiếu đó là gì. Tôi xuống căn tin làm tô mì cho ấm bụng, xong trở lại phòng trực. Nhìn đồng hồ cũng 22 giờ, tôi bắt đầu ghi bệnh án. Đột nhiên có một cơn gió lạnh thoáng qua làm tôi rợn gáy. Tôi vươn vai nhẹ rồi nhìn qua cửa kính phòng bệnh theo dõi bệnh nhân. Tôi chợt thấy bà bệnh nhân D đang ngồi nhìn lên trần nhà. Tôi thấy lạ nên hỏi bạn điều dưỡng trực chung với tôi: "T ơi, em coi bà D kêu cái gì kìa, anh thấy bà ngồi dậy." Bạn điều dưỡng kia liền xanh mặt nói: "Trời ơi, bác giỡn hoài, em sợ nha bác. Bà Dê vừa đi sáng nay rồi." Tôi bất giác quay lại, thấy bà Dê nhìn tôi rồi cúi đầu chào. Xong tôi lại nói: "Đâu có đâu, em nhìn kìa, bà vừa chào anh kìa em." Thế là bạn điều dưỡng ấy mới đem sổ ghi nhận tử vong cho tôi xem. Tôi xem xong mà giật mình, rồi nhìn lại tới giường bà Dê thì không thấy ai nữa. Tôi mới bắt đầu sợ và nghĩ rằng
có khi nào mình mệt nên hoa mắt hay không, chứ tôi vừa thấy rõ ràng. Và rồi tôi chợt nhớ ra là cách đây vài ngày tôi có hứa là ngày hôm nay sẽ từ biệt bà, vì bà đã đỡ và xin xuất viện về. Nhưng không hiểu sao bà lại đột ngột ra đi sáng nay. Tôi cũng không hay biết gì, cho đến khi tối nay tôi trực tôi mới biết. Nhờ bạn điều dưỡng báo, tôi mới nhớ là tôi còn nợ bà một lời tạm biệt. Sau đó, đêm trực của tôi lại bình yên đến sáng. Câu chuyện số 28, Hồi quang phản chiếu. Như tiêu đề câu chuyện, hồi quang phản chiếu là một hiện tượng khi một người đang bệnh nặng hết cứu chữa, bỗng nhiên khỏe mạnh lại, ăn uống, nói chuyện tỉnh táo và vài giờ hoặc vài ngày thì mất. Hiện tượng đó được ví như cây đèn cầy khi gần tắt, nó sẽ bừng sáng thật mạnh rồi tắt hẳn. Tôi, một người làm trong ngành, tôi đã gặp nhiều trường hợp như vậy. Mình nhìn, mình biết người đó không qua khỏi, nhưng vẫn phải động viên và an ủi họ. Tôi được trò chuyện với vài trường hợp như vậy trước khi họ mãi mãi ra đi. Mỗi lần trò chuyện với họ, tôi cảm nhận rằng trước khi mất, ký ức về cuộc đời họ được tua lại từ ngày mới sinh ra cho đến hiện tại. Họ kể không sót chi tiết nào. Tôi vẫn nhớ hoài lần đó, có ông cụ bệnh nhân, bệnh nặng lắm, biết là qua không khỏi. Chiều hôm đó tôi trực, tôi thấy chợt nhiên ông ngồi dậy kêu cô y tá và than đói bụng. Tôi lấy làm ngạc nhiên vì từ lúc vào đây chưa bao giờ tôi thấy ông nói chuyện. Tôi bước ra và trò chuyện với ông. Ông kể nhiều về cuộc đời ông và tôi biết rằng ông sẽ ra đi sớm thôi. Và đúng như rằng, ông ra đi vào sáng hôm sau. Mặc dù biết rằng ai rồi cũng sẽ chết, nhưng cũng là con người thì không khỏi xúc động. Rồi dần dần quen với nghề, cảm thấy những chuyện sinh lão bệnh tử là điều tất yếu của cuộc sống vô thường này. Câu chuyện số 29, đêm 16 âm lịch tại bệnh viện. Đó là một ngày thứ sáu cuối tuần tại bệnh viện. Vì khuya thứ bảy tôi có chuyến công tác sớm tại bệnh viện, nên tôi quyết định ngủ lại khoa. Chiều hôm đó khi kết thúc một ngày làm việc, mọi người ra về thì có một chị điều dưỡng hỏi tôi. Tối nay bác Tây ngủ lại khoa hả? Dạ đúng rồi chị. Mai em đi công tác sớm nên ngủ lại đây luôn cho tiện. Chị nhìn tôi và nói. Thế bác bảo trọng nhé, nay là ngày 16 âm lịch đấy. Nói xong chị ấy đi, tôi thì cũng không để tâm cho lắm, vì tôi cũng chẳng lạ gì những việc này. Thế là tôi tranh thủ chạy về nhà, soạn ít đồ rồi ăn cơm, tắm rửa rồi tôi quay lại bệnh viện. Khi tôi tới bệnh viện thì cũng đã 21 giờ. Một khung cảnh tối âm u, lạnh lẽo của bệnh viện khi về đêm, kèm theo sự yên tĩnh nơi đây, lâu lâu có tiếng ho của bệnh nhân, tiếng mèo kêu, làm khung cảnh càng đáng sợ hơn. Từ bãi xe đi đến khoa tôi phải đi ngang qua một khu phòng bỏ hoang đang sửa chữa. Tôi lướt đi nhanh và cố không nhìn vào khu bỏ hoang đó, nhưng cảm giác lạnh sau gáy và rờn rợn vẫn theo tôi. Cuối cùng cũng tới cầu thang để lên khoa. Bước đến khoa là một không gian im lặng bao trùm, một dãy đèn trắng chớp tắt theo từng hồi, có lẽ nó đã cũ. Tôi mở ổ khóa phòng hành chính, tiếng chìa khóa đút vô ổ khóa mở ra tạo nên tiếng ồn phá vỡ không gian yên tĩnh đó. Bất chợt từ xa tôi thấy một cái bóng đen lướt qua.
tim tôi bỗng nhiên đập nhanh. Tôi nhìn kỹ lại thì thấy có con mèo đen bước ra nhìn tôi. Tôi bình tâm lại và kệ nó. Tôi bước vào phòng, tôi mở hết đèn quạt của khoa lên, nhưng chợt nghĩ đến việc nếu bật lên hết cũng không được, nên tôi tắt bớt. Bất chợt, tôi thấy căn phòng của trưởng khoa có cây quạt trần tự động chạy, mặc dù phía ngoài đã khóa cửa. Tôi bắt đầu sợ hãi, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Tôi bước ra khóa cửa phòng hành chính và đi vào giường bệnh để nằm ngủ. Không khí bây giờ thật yên lặng, chỉ còn tiếng quạt và thỉnh thoảng có tiếng băng ca truyền bệnh từ khoa này sang khoa khác. Chợp mắt được khoảng 20 phút, tôi nghe có tiếng vòi nước tự mở, chảy xè xè trong nhà vệ sinh. Tôi ngồi bật dậy, đi vào kiểm tra. Tôi thấy vòi nước đang mở, mặc dù tôi không có bước vô nhà vệ sinh từ lúc mới bước vào tới giờ. Sau khi tắt vòi nước, tôi quay về giường của mình và cố dỗ giấc ngủ. Được khoảng 5 phút, tôi lại nghe tiếng giường kế bên cọt kẹt, mặc dù không có ai nằm. Tiếng cọt kẹt vẫn vang lên như có ai đó đang nằm. Tôi trùm mền qua khỏi đầu, nhưng vẫn nhìn hé xem có gì đang xảy ra. Mọi thứ đều im lặng, rồi bỗng nhiên đèn tự mở lên rồi tắt ngụm. Tôi quá sợ hãi nên cố nhắm tịt mắt lại để ngủ. Đến nửa đêm tầm 3 giờ sáng, do quá mắc vệ sinh nên tôi phải dậy để đi. Trong cơn mơ màng, tôi nhìn thoáng qua cửa sổ, tôi liền thấy có bóng dáng ai đó lướt xẹt qua. Tôi cố bình tĩnh để đi vệ sinh xong, tôi dậy luôn và ôm đồ xuống khoa cấp cứu ngồi. Đây là lần đầu tiên tôi trải nghiệm cảm giác ngủ một mình tại khoa, nơi mà được đồn đãi là có nhiều hiện tượng tâm linh. Trước đây tôi có trực bệnh viện, nhưng chỉ trực tại khoa cấp cứu, chứ chưa bao giờ ngủ lại tại khoa. Nay tôi đã được cảm nhận cái cảm giác sợ đến rùng người của ngày 16 âm lịch tại khoa tôi công tác. Câu chuyện số 30: Oan hồn báo mộng. Hè năm ấy, chúng bạn tôi rủ nhau đi du lịch, nhưng do kinh phí eo hẹp nên tôi quyết định xin thầy cho theo học hỏi kinh nghiệm. Làm việc ở bộ môn pháp y cũng có rất nhiều điều hay, cũng như những điều rùng rợn mà cả đời bạn không thể tưởng tượng là nó có thật. Đêm hôm ấy, tôi đang ở phòng trực thì thầy bảo có ca khám nghiệm hiện trường, đi không? Tôi hớn hở: dạ đi. Ra tới hiện trường là một bờ sông cây cối rậm rạp. Hiện trường vụ án chỉ có duy nhất một bàn tay, chứ không thấy thi thể đâu hết. Tôi mặc đồ chuyên môn và bắt đầu cùng thầy làm việc. Do chỉ là sinh viên nên tôi chỉ phụ thầy những công việc lặt vặt, chứ không được đụng vào hiện trường. Mọi người tìm kiếm xung quanh cũng không thấy thi thể đâu cả. Tôi cũng đưa mắt nhìn, xong tôi thấy ở khuất xa gần một gốc cây có bóng dáng một cô gái tóc dài đứng nhìn về phía hiện trường. Lúc ban đầu tôi giật bắn mình, nhưng cố bình tĩnh nghĩ: chắc là người thôi, không sao, không sao. Tôi quên đi và tiếp tục làm công việc của mình. Sau khi dọn dẹp hiện trường thì đem cánh tay về giải phẫu tìm hiểu. Thầy bảo nạn nhân đã chết được 26 tiếng. Tôi lắng nghe phân tích. Sau khi mổ xong và dọn dẹp, tôi hỏi thầy: có khi nào xác chết vẫn còn ở đâu đó quanh hiện trường mà mình không tìm ra không thầy? Thầy bảo cũng có thể. Sau đó tôi đi nghỉ ngơi. Vừa nằm xuống thì hình ảnh cô gái ban nãy lại hiện ra trong đầu tôi, khiến tôi cảm thấy sợ. Tôi kéo mền nhắm tịt mắt cố ngủ. Trong lúc nằm ngủ, tôi vẫn nghe văng vẳng trong đầu tôi tiếng khóc của một người con gái. Tôi mơ thấy mình ở hiện trường.
Tôi đi lại nơi gốc cây mà tôi thấy cô gái lúc ban tối. Tôi gặp cô gái ấy. Cô ấy khóc và nói rằng: "Bác sĩ ơi, tôi bị cướp giết và chôn tại gốc cây này." Lúc đó tôi giật mình tỉnh giấc, nhưng vẫn nhớ như in những lời nói trong giấc mơ. Sáng hôm sau, tôi ăn sáng với thầy. Tôi nói đùa: "Thầy, tối qua con nằm mơ thấy có người báo mộng chỗ thi thể của cánh tay này." Thầy tôi cười: "Chắc mày bị ám ảnh rồi." Tôi cũng nghĩ vậy nên cũng cười. Trưa hôm đó, bên công an qua xác nhận lại giấy tờ về thi thể nạn nhân, thầy tôi nói đùa với một anh cán bộ rằng: "Học trò tôi nó có mơ thấy chỗ thi thể nạn nhân, các anh có tin được không?" Xong mọi người cười rồi nói: "Đâu ra đảo thử xem thì biết." Trưa chiều hôm đó, tôi cùng thầy và vài anh công an ra hiện trường. Tôi dẫn mọi người đến gốc cây đó. Mọi người bắt đầu đào, tôi đứng xem. Đào được một lúc thì lòi cánh tay lên. Tôi bắt đầu lạnh người. Mọi người đều xanh mặt vì sợ và vì mùi hôi thối của thi thể phân hủy bốc lên. Cuối cùng cũng tìm được thi thể và đem về giải phẫu. Tôi bị ám ảnh mấy tuần liền, vừa sợ vừa tin vào tâm linh. Có những thứ khoa học chưa giải thích được nên không có gì là không thể. Thế giới tâm linh vẫn tồn tại quanh ta. Mời các bạn theo dõi phần tiếp theo trên kênh YouTube Sài Gòn TV Movie. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để đón xem những nội dung tâm linh kỳ bí tiếp theo nhé.